Mấy em chúng ta cùng bắt tay vào ví dụ 1 ở trong cái phần đốt cháy anhydride nào. Ví dụ đầu tiên đề bài như sau. Đốt cháy hoàn toàn một lượng anhydride A thì cần vừa đủ 2,52 lít oxy đo được cái tiêu chuẩn thì thu được 4,4 gram CO2 và 1,35 gram nước. Đề bài hỏi chúng ta là công thức phân tử của anh A này là gì? Chúng ta hãy cùng xem các phương án trắc nghiệm. Ok. Chúng ta thấy rằng bốn phương án này nó có thể là anhydride đơn chức hoặc là anhydride hai chức. Lưu ý cho thầy là khi chúng ta làm bài tập trắc nghiệm thì những cái phương án trắc nghiệm cũng sẽ là một cái dữ kiện cho chúng ta để rút ngắn cái thời gian giải toán đi. Thực tế rằng ở đây anhydride nó có thể là đơn chức hoặc là hai chức thì mình có thể xét hai trường hợp đúng không? Anhydride đơn hoặc anhydride hai chức. Để từ đó mình có thể suy ra được những cái số mol của anh anhydride theo số mol anh oxy chẳng hạn. Nào chúng ta hãy cùng bắt tay làm nhá. Ví dụ số 1. Để các em hiểu hơn thì sẽ lại viết sơ đồ cho các em. Sơ đồ của chúng ta nó sẽ gồm gì ạ? À, nó sẽ là anhydride A. Thành phần nguyên tố của chúng ta là ba nguyên tố CHO, đúng chưa nào? Khi tác dụng với anh oxy thì cái anh C này nó sẽ đi về đâu ạ? À, C này nó sẽ đi về CO2. Đúng chưa? À, C này nó sẽ đi về CO2. Ok. Anh H này nó sẽ đi về đâu? Anh H này nó sẽ đi về H2O. Đúng chưa? Anh H này nó sẽ đi về H2O. Thế còn oxy ở trong anhydride cùng với oxy ở trong O2 nó sẽ đi về hai nơi đó là CO2 và H2O. Bạn nhớ thầy nhé. Ok. Thế bây giờ từ đây đề bài cho chúng ta thông tin về những số mol và khối lượng thì mình có thể áp dụng đến bảo toàn khối lượng hoặc là bảo toàn nguyên tố. Ok chưa? Bây giờ thầy sẽ đi bảo toàn khối lượng. Chúng ta có nên bảo toàn khối lượng không? Bảo toàn khối lượng thì mình sẽ có được là m anh A cộng với m của anh O2 thì sẽ bằng m của anh CO2 cộng với lại m của anh nước. Đúng chưa? Ok, từ đây mình sẽ tính cho thầy được là m của anh A rồi, bởi vì anh oxy mình biết, CO2 mình biết và nước mình biết. À, từ đây mình sẽ suy ra được là m của anh A nó sẽ bằng gì? À, chúng ta thay số vào cho thầy thôi. Anh oxy mình đổi ra số mol trước đi. 2,52 chia cho 2, 2,4. Số mol nó sẽ bằng là 0,1125. Đúng không? Anh này là 0,1125 mol. Rồi. Bây giờ mình lấy khối lượng CO2 cộng khối lượng của nước